Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình Thế Gì Đây. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Mini World nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé, nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thôi. Và nếu có thể thì hãy click quảng cáo cho mình nhé. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hôm nay ta sẽ chơi một cái map mang tên là Annabelle. Rồi, map này là map khám phá và giải mã. Đầu tiên mình chơi cái thể loại này luôn. Ok, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là làm gì? Đi tìm một cần gạt. Ok, chúng ta đi tìm 6 cần gạt để thoát ra khỏi cái cửa bên này. Rồi, chúng ta cần tìm những cái cần gạt bên này này thì mới có thể thoát được anh em nhá. Nó ở trong này đúng không? Có cái gì ấy? Cái hoa gì đây? Có cần gạt cho em ơi. Phải tìm một cần gạt cơ anh em ạ, thì mới có thể qua chỗ này. À đây, có cái nút này anh em ơi. Có cái nút này. Ồ sau khi có cái nút này sẽ để đây à? Có nút rồi em ơi. Có nút rồi em. Quẹ đây. Vì đây cho một bạn vào chơi cùng. Đó, chỗ này là đây là Annabelle này anh em. Đó, có búp bê ma quái đây. Và chúng ta có một cái nhiệm vụ nữa, đó chính là phải tiêu diệt Annabelle. Ok, chúng ta sẽ để một cái nút vào đây anh em ạ, đúng không? Chúng ta ấn vào đây đúng không? Để lấy cái đồ à? Ồ ngon. Chúng ta có nút này. Ồ hay. Ấn nhá, ấn nhầm thì cái ấn kia chết. Không có, chỉ có một cái nút duy nhất thôi anh em. Chúng ta cần đi tìm đồ ấy để giết nó. Em lấy vũ khí nha anh. Ok em. Đấy thì em ơi, đưa anh nút anh đây. Đưa anh cái nút. Đưa anh cái nút ạ, à? Đâu à? 4 cái nút à? Đó, đây. Cái nút này để mở phòng nha em. Chắc ta sẽ mở phòng thôi. Mở phòng thôi. À, đấy, ok. Vào đây em ơi. Ui chú này tối thế. Đây có công tắc để bật điện lên anh em ạ. Chú phải tìm thêm nút thôi. Trong thời gian đấy phải tìm thêm nút. Nút ở đâu ta? Cái này để giải mã mà. Kiểu giải đố ấy nhé. Ở đây có một cái cần. Cái này mạch điện. À cái này để tạo năng lượng mạch điện. Chứ không phải là nút đâu. Đây không phải nút. Đây không phải nút anh em ơi. Không biết được cái nút nó ở đâu. Không có này. Trong ngoài không có luôn. Đâu. Chỗ gắn cần gạt chỗ nào em. Chỗ nào em ơi. Chỗ này nó toàn đóng cửa vào luôn đây. Mình chưa kịp ra nó đóng cửa rồi. Chỗ nào em ơi. Chỗ nào em ơi. Để mình có thể đóng một cái. Cho tiếng nó nhỏ nhỏ đi tí. Không mà to quá. Chỗ nào đóng cần gạt ta. Chỗ này tối thế. Ui ui, cái điện này anh em. À cái điện nó tự động. Ui chết rồi anh, chết rồi chứ sợ vậy. Annabelle ở trên tầng anh em ơi. Lấy vũ khí đi. Chờ nó vừa giết anh xong em ơi. Nó vừa giết anh. Lấy vũ khí. Vũ khí giết con bèo. Vũ khí đâu em? Em lấy vũ khí chưa? À thành dạng. Ý. Kìa nó kìa anh em. Ây à. Ui đập phát chết anh em. Ui khỏe lắm ý. Chết rồi. Tôi chạy đây. Tôi kiếm nút đã. Chạy em ơi. Xong rồi. Rồi đây xác định rồi. Trốn. Trốn đây anh em ơi. What the fuck man. Em đang ở đâu ấy? Xong rồi. Ui có kỹ năng à? Cái thánh giáo kỹ năng anh em ạ. Có kỹ năng này. Mày á. Chạy anh em ơi. Tôi chạy rồi. Sợ quá anh em ạ. Cái nút để gạt vào đâu ta? Mình có hai cái nút đây, chỗ này để chỗ trốn này. Sợ vẽ lều à? Cái phễu à?
Hình như đây có một số đồ anh em ạ. Ui, đây là bàn à? Làm sao để qua cái map này đây anh em? Tôi đang tự hỏi là sao để qua cái map này được. Dây giết được nó rồi á? À? Vãi trưởng, giết được cả con Annabelle rồi á? À? Kinh vậy. Khỏe vậy. Chúng ta đi tìm nút để thoát ra khỏi anh em ơi. Chúng ta tìm nút đi. À, chỗ nào để đặt cái gạt? Cần gạt đây anh em ơi. Đồ nó rơi ra. Có đồ gì không em? Vứt cho anh nào. Đâu 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 đâu. Đi ok. Có chỗ để đặt cần gạt anh em ạ. Mình vẫn đang cầm cây thánh giá. Sợ nó sẽ hồi sinh đấy. À, cần gạt. Mới có 3 cái thôi. Chưa thoát được, chưa thoát được. Đi tìm thêm 3 cái nữa em ơi. Cái hoa này làm gì ta? Mình không biết cái hoa này làm gì luôn. Còn nữa anh em ạ, theo mình nghĩ là còn nữa đấy. Làm sao mà có thể leo lên đây được? Leo bằng mắt à? Khó nhờ, khó hiểu thật. Em ở đâu rồi? Em có thêm nút à? Đập em ơi, để đây luôn đi. Đây rồi, cần gạt rồi anh em ơi. Hay quá. Có thêm một cần gạt nữa rồi. Có thêm một cái cần gạt nữa là chúng ta sắp thoát được khỏi đây nha anh em. Ấy chà chà. Sắp thoát khỏi đây rồi, cố lên nào. Đâu rồi, đi tìm cái cần gạt em ơi. Chúng ta cần thêm nút này. Ok, cái này như kiểu là tìm đồ ấy anh em ạ. Tìm đồ để có thể lấy được. Còn mấy cái hộp à, mấy cái phòng nữa cơ. Chưa xong đâu, chưa xong đâu. Đi tìm thêm em ơi. Thế này có lên được không ta? Hình như là không lên được thì phải. Không lên được rồi, không lên được rồi. Cái hoa này để làm gì? Có ăn được không ta? Không ăn được. Hoa trừ tà. Ơ, nút này, nút này. Nút này, có nút rồi em ơi. Có nút rồi. Nút này để ở nha. Còn thiếu hai cái nút nữa, hai cái cần gạt nữa là ta sẽ về đích. Đây, nó là ở đây. Đây rồi, đủ cần gạt rồi em ơi, đủ cần gạt rồi ta về đi. Con Annabelle trên kia còn không? Hình Annabelle trên kia cũng sẽ chết rồi. Chết rồi em ạ, con Annabelle trên này chết tiêu rồi. Tưởng thế nào? Chúng ta phá được cái map này rồi, hay quá nhỉ. Kiểm tra lại một tí á. Còn gì nữa không? Đây anh có cần gạt rồi đây. Anh có nút đây. Ui, Annabelle này. Ui, kìa tượng anh em ạ, giật hết cả mình rồi. Đây là tượng nhờ. Kìa tượng Annabelle nha anh em. Tượng Annabelle. Đi thôi em ơi, đi thôi. Đi nào. Nó chết rồi. Còn lại con tượng thôi. Đi nào em ơi. Chúng ta sẽ thoát ra khỏi chỗ này. Có đủ có cần gạt cho em. Đưa anh cần gạt. Cần gạt đâu? Vứt cần gạt đi em. Có hai cái. Rồi đấy, đủ đấy. Đi thôi. Ui, em mở cửa trước đi. Anh em cùng đi. Xuống dưới này em ơi. Cho chuẩn bị thoát ra khỏi chỗ này thôi. Kỳ khủng quá. Cái này là cái bậc cửa tối à. Ui chỉ bí ấn nhầm. Rồi xem này em ơi. Đủ cần gà nữa nhá. Chúng ta sẽ mở cửa để thoát ra ngoài. Tèo. Đấy. Rồi. Và chúng ta đã người giành chiến thắng cái map rồi anh em ơi. Rất tuyệt vời. Chúng ta đã mở cửa ra.
Hay ghê ra nhỉ. Otake Hero là người giết được con Annabelle nên được cái cúp vương miện vàng. Hay ghê nhỉ. Rồi thì chúng ta sẽ kêu mê nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Mini World nha. Xin chào, gặp lại. Bye bye.